Chị cầm lấy 2 triệu mà đi một quần áo mới. Cầm lấy. Chị nói cho em biết, chị cũng chẳng có gì ngoài tiền. Chị cũng chẳng có gì ngoài tiền. Chị đi làm vì đam mê thôi. À, thế thì kinh rồi. Đây, cầm lấy. Đi mua hết tất cả những bộ quần áo mà em thích mà mặc nhá. Chị nghĩ cái thẻ này của chị mà to quá. Này, em phải nói thật với chị luôn nhá. Nhà em ấy chả có gì ngoài điều kiện. Bà chị là hay mặc quần áo ở Orchid đúng không? Đây nhá, bà chị cầm cái thẻ đen này của em này ra mua toàn bộ cửa hàng, mỗi ngày mặc luôn một bộ cho là máu. Này, làm sao? Sếp ạ. Em chào sếp ạ. À, thẻ đen à? Ờ, cậu, cái tiền đền bù hợp đồng mà cậu làm hỏng ấy nộp chưa nhỉ? Em thú đã. Cái bản hợp đồng của tôi đâu? Soạn xong chưa? Deadline bao giờ rồi? Dạ, em làm xong ngay đi sếp ạ. 1 phút là xong ạ. Ờ. Này, trả cậu cái thẻ đen tích điểm gà bán. Bố quay vào rồi. Thẻ đen.